Cho em hỏi cái câu này cái là hỏi cái biểu tượng này nó có ý nghĩa gì anh? Biểu tượng này hả? Cái biểu tượng nó có ý nghĩa gì? Trái tim là Phật, tâm mình là Phật. Cái này là chữ thật, hướng thượng, bình đẳng, hướng thượng. Cái dấu này là dấu của Thượng Đế, cha của Chúa Giê-xu. Thời nay tất cả nhân loại gom về trong tương lai một đạo, đạo Công giáo, đạo Hồi giáo, tất cả các đạo sau này sẽ thành đạo này hết. Vì nhân loại sẽ được upgrade lên 5D là vì chúng ta đó cứ tranh giành Thượng Đế với Chúa mà giết nhau ở bên Trung Đông. Hôm nay chỉ có thời vàng kim gọi là thời trong kinh Khải Huyền có nói đó, sẽ có một cái đạo mới ra đời sẽ thống nhất tất cả các đạo. Vì bên Hồi giáo và bên Công giáo họ không có tin thần hồn để chuyển thế từ sắc nam qua sắc nữ, hoặc nữ qua nam, hay là người Do Thái qua thành người Việt, tóc vàng thành tóc đen này, phải không? Họ không có tin. Tại vì ngày xưa Chúa thời đó còn mặc áo da cỏ mà. Hiền lành nha con hiền lành nha con, chỉ vậy thôi. Chứ Chúa không có một cái pháp môn nào ngồi thiền, hay là một cuốn kinh nào, hay một cái concept nào để mà cho con người cao hơn nữa. Thì từ đó tới ngày hôm nay đã 2000 năm, con của Chúa chỉ là biết là làm bao nhiêu tội ngoại tình không biết bao nhiêu lần, cấm sừng trọng biết nhiêu kiểu luôn, rồi cuối cùng cái vô cuối cuối tháng hả gì cái lời xin tội đó, cái con già đứng ngay cái bức màn nhung, bức cái màn á, ông ngồi ông nhai xin gom ở ngoài này á, con xin lỗi nghe là con ngoại tình vậy, cái em trai nó rồi xóa tội, chuyện nó không có xóa dễ như vậy, cái nghiệp nó vô ăn lại cho thức. Cái ai lại giới thức của mình là chín nhớ, tự mình làm đau khổ mình trước khi mình làm sai chồng mình. Cho nên ngày hôm nay Thiên Tâm ra đời để lên lớp từ trung học lên đại học bên Công giáo, cả bên Hồi giáo cũng là từ nguồn gốc của Công giáo, từ Abraham. Trong tương lai tất cả người Mỹ, người Việt trên thế giới chỉ có một đạo và biết có nhân quả và biết có nghiệp. Mình làm gì thì tự mình phải lãnh cái nghiệp đó. Trước tiên á, mình nhớ những cái chuyện mình làm sai thôi là mình ngủ không xong là cũng là nghiệp rồi. Mình hối hận á. Cho nên đạo này là gọi tóm lời trả lời câu anh là giống như Công giáo là trung học, Tin Lành á, là cũng trung học, bữa nay lên đại học ra tiến sĩ. Đạo trời pháp Phật thờ chỉ có một đấng độc giác thần Thượng Đế duy nhất, đó là ông trời, cha của tất cả muôn loài. Phật Thích Ca mang thân người cũng là con của Thượng Đế, nên nhớ. Nhưng mà mấy ông thầy chùa thời nay không có hiểu, không có coi Thượng Đế là ra gì hết, cũng là sai. Bên Công giáo thì không có một cái pháp môn nào, Chúa hồi xưa có 3 năm chứ nhiêu, không có cung kinh. Chúng ta phải ngồi thiền, chúng ta mới biết được chúng ta có linh hồn và chúng ta có thể explore cái linh hồn chúng ta và có thể detach the body để mà communicate với những vị siêu hình. Để chúng ta biết được cái gì thật, cái gì giả.